Bài học tiếp theo là bài gia vị đi kèm và các loại nước pha chế. Đây là siro grenadine dùng để pha chế. Còn đây là đường cát tinh luyện nhuyễn. Khi mua các nguyên vật liệu là các bạn nên nhớ phải mua đường cát nhuyễn như thế này mới được nha. Còn đây là nước đường, thì cứ là 1 lít nước kết hợp với nửa ký đường thì mình sẽ cho vào một loại đường rất là ngon, đó là nước đường. Còn đây là rít hay còn gọi là lime. Còn đây là muối. Khi mua muối thì các bạn phải là mua muối tinh luyện nhuyễn như thế này mới dùng được. Nhớ, đây là muối tinh luyện nhuyễn. Còn đây là coconut cream hay còn gọi là sữa dừa. Còn đây là trái cherry dùng để trang trí. Thì trong pha chế thì chúng ta thường sử dụng rất nhiều là về nước cam. Đây là nước cam. Ngoài ra chúng ta còn sử dụng nước thơm. Và các loại nước pha chế như sau: 7 úp, Coca, soda, tonic. Bài học tiếp theo là bài ly trong pha chế. Đây là ly cọt tiêu ồ dùng để pha chế B52, B53, B54. Đây là ly Foco để pha chế các loại cocktail, mocktail. Còn đây là ly Fitner. Còn đây là ly Shot Glass cũng để là pha chế B52, B53, B54. Còn ly này là ly Champagne Soxer, là dùng để pha chế cocktail. Và trong các nhà hàng tiệc cưới thì người ta hay dùng đó là để ship tháp ly. Ly này gọi là ly cô nhắc, hay còn có một tên gọi khác là ly Randy. Tuyệt đối chỉ uống rượu Randy, Armagnac và rượu cô nhắc, không uống bất kỳ loại rượu khác. Ly này gọi là ly rock hay còn là Old-fashioned, thì ly rock là loại rương. Còn đây là ly rock tròn. Đây là ly uống rượu vang. Còn đây là ly Margarita, đặc biệt chỉ uống cocktail Margarita, không uống bất kỳ cocktail nào khác. Còn đây là ly cocktail. Và ra còn có một loại ly giống như ly cocktail nhưng mà nó nhỏ hơn, hơi lùng hơn một chút xíu, bán kính nhỏ hơn, đó là ly Martini. Còn đây là ly Tall Glass, dùng để uống các thức uống như là cocktail và mocktail và soft drink. Bài học tới đây kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học hôm sau.